진짜 뜨끔한 거이. 흠, 들어가서 그냥 덮어 위스 민바데 레지오라. 소담 판식롬 손목광수 뉘암 강포 버티민 레터 님 다댕하래 리어라 광아 군자가 다낭 기노이라 군자가 다낭라 군자가 믿음 하트라 작정거라 쓰라 em con sữa nè em chắc chắn là ngon á và quán này là được đối diện kém mạnh là tốt tem bún chả cá ngon nhất tại Sài Gòn á em nhìn đến ở đây nha là quán này là có 20 năm nè và dài thì rất ngon á chắc chắn như vậy nha ok đi thôi nha hấp dẫn ok đi nói là để bún
ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, là không có sự phong cách là Nha Trang, Đà Nẵng. Thế bây giờ một tuần trước mình đi Nha Trang, khi đó là nghe nói là đặc sản của Nha Trang là hương cá sả nè. Này có nước kiểu cá, chả cá này là rất thơm nè, ngon nè, ngon nè, tươi nè. Xôi dài không mềm lắm nè. Và đặc biệt là không có mùi bột nha. Thật là bây giờ là mình có một thắc mắc. Để làm gì ạ? Bỏ à? Bỏ à? Cái cú trắng nè. Cái cú trắng là hồng hồng tùm tùm con hộp nhau nè. Không phải là như vậy á. Cho nên có sốt mayonnaise, có đối xin thì chắc chắn là như salad. Salad là ngon. Cái này là bởi vì đúng là ăn hơi nhìn. Cái này là hò hò. Cá dư nhá. Cái này là chỉ đối với cá dư. Còn phở cáo này nhá. Mình rất thích cái này nè. Thích cắm ngon nè. Mình thích là tỏi á. Cái này là ngon nè. Chấm chỏ nang ngon hơn. Hoàn hảo đó. Bữa nay là kiểu Đà Nẵng em. Bây giờ là khổ đi du lịch đến Đà Nẵng. Tại vì máy bay là vé máy bay là mắc hơn đó. Nhưng không cần đi Đà Nẵng. Tại vì là đây có những ngành đàn ấm. Không có nhẹm nè, chèm gư gư nhẹm. Nhưng mình quyết định mình sẽ nói vấn này là bao nhiêu điểm nè. Là theo cá dư. Bốn chậm. Sáu điểm. Yeah! Vì là nước này là rất ngon, nước leo này ngon, rất tươi, thơm. Đúng không? Đàn đau tiên thầm như vậy. Nên không thể so sánh với khoảng cách. Nên 106 điểm nha. Thật ra là ngon là ngọt nha.